Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, sau Tết Đinh Dậu thì chúng tôi đã thực hiện một loạt các chương trình đối thoại để bàn về vấn đề của nông nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong các số đối thoại đó thì chúng tôi đã mời tới trường quay rất nhiều các chuyên gia về nông nghiệp, chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và trong đó thì nhiều vấn đề đã được đưa ra mổ xẻ, đó là hiểu thế nào cho đúng về nông nghiệp công nghệ cao hay một số những vướng mắc của các doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, và đặc biệt một điều mà rất nhiều các khách mời cùng quan tâm, đó là làm thế nào để nông nghiệp công nghệ cao không phải là một phong trào. Trong số đối thoại tuần này, chúng tôi tiếp tục mời tới đây các khách mời là các chuyên gia kinh tế, là những người rất am hiểu và liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, để cùng bàn về câu chuyện này và giải đáp ý kiến mà quý vị khán giả đã gửi tới cho chúng tôi. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Nguyễn Huy Minh, giám đốc điều hành Sunshine Holding. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế. Ông Lê Quang Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thái Dương. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba vị khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ạ. Và chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ có một chương trình rất là nhiều thông tin cho quý vị khán giả liên quan đến chủ đề của đối thoại ngày hôm nay là nông nghiệp công nghệ cao. Thì trước khi mà chúng ta cùng thảo luận về việc là làm thế nào để nông nghiệp công nghệ cao không phải là một phong trào như là rất nhiều lo lắng của các khách mời các số trước ạ, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Không có thị trường không làm gì cả. Mà cái thị trường này phải được đầu tư theo kiểu doanh nghiệp điều tra, chứ không phải số liệu ngước mái nhà. Tức là cứ thấy người ta bán dưa lưới là tất cả ồ đi là trồng rau sạch rồi các thứ bán. Mà phải là dư nó số liệu từ cái doanh nghiệp tổng kết lại. Thì lúc đó em cái đầu ra. Mọi người đang rất khó khăn trong cái việc định hình, định nghĩa cái khái niệm công nghệ cao. Đó là các tiêu chuẩn. Ví dụ nói về rau, như thế nào là rau an toàn, như thế nào là Việt Gáp. Thì những cái khái niệm đấy hiện tại mọi người đang hiểu rất là chung chung. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong cái thời gian tới thì những khái niệm cụ thể về những tiêu chuẩn đó sẽ được phổ cập chi tiết hơn, không chỉ đến với những người làm nông nghiệp sạch, làm nông nghiệp công nghệ cao, mà cả những người tiêu dùng thì có thể nâng cao cái giá trị của sản phẩm và đưa cái việc mà áp dụng công nghệ cao cũng như là sử dụng cái sản phẩm công nghệ nông nghiệp công nghệ cao vào thực tế được tốt hơn. Đâu đó ta thiếu cái liên kết giữa cái người trực tiếp này, người nông dân này, cả cái nhà doanh nghiệp và cả nhà khoa học, tất nhiên là cả cái nhà cung cấp tài chính là thì mình tất nhiên những nhà này là người ta cũng là đầu tư nên người ta phải tìm chỗ, nhưng ba cái nhà này không liên kết được với nhau để mà nó tạo lên một cái sản phẩm sạch mà có chất lượng cao để mà sử dụng và tiêu dùng vào cái đối tượng nào được, thì theo tôi nghĩ cái đấy là ta thiếu chuyên môn hóa. Mà tôi nghĩ là đây là một trong những vấn đề cốt lõi cũng rất quan trọng để vấn đề là có tạo ra thực sự ra cái sản xuất là nông nghiệp áp dụng công nghệ và cũng như là sản xuất lớn hay không. Còn nếu mà chúng ta vẫn cứ tư duy theo kiểu manh mún thì chắc chắn là sẽ không thể nào đủ nguồn lực để giải khắp để có thể sản xuất ra những cái sản phẩm tốt cũng như ở một cái quy mô lớn được. Đừng làm theo phong trào giống như chuyên gia Thủy có nêu ra là nếu chúng ta làm theo phong trào mà chúng ta làm theo cảm hứng thì đây là một cái cũng lại là một cái nguy hiểm. Người nông dân sẽ đứng ở vị trí nào trong chuỗi liên kết đấy? Đây là những điều mà chúng tôi còn quá vướng mắc, mà ngay chính bản thân người nông dân thì người ta cũng cảm thấy nếu không khéo tôi sẽ bơ vơ ở trong cái chuỗi ở trong nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi cũng đã từng liên kết với bà con nông dân, tập hợp một số cái nông hộ tốt lại để mà áp dụng tập huấn, và đồng thời là thậm chí là kể cả xây dựng những cái trang trại chăn nuôi công nghệ cao cho bà con nông dân, đồng hành cùng với bà con nông dân để làm ra. Và với những cái mô hình kiểu mẫu mà Ba Quân làm, để rồi sau đó mình mới tiêu thụ lại những sản phẩm mà từ bà con nông dân làm ra, đưa về để ra tiêu thụ. Thì tôi cho rằng ở đây là vấn đề căn cơ đặt ra là phải có một cái sự gọi là một cái hướng định hướng để cho người dân, bà con nông dân cùng với mình đồng hành với những doanh nghiệp như chúng tôi để thực hiện thành một cái chuỗi, về một cái chuỗi về xây dựng về cái mô hình đưa cái công nghệ cao vào trong nông nghiệp. Vâng, thưa các khách mời, chúng tôi vừa tổng hợp một số ý kiến của các khách mời trong số trước, những cái lo ngại của họ khi mà nhắc tới nông nghiệp công nghệ cao, và đặc biệt là những chính sách khuyến khích của chính phủ, đặc biệt là thông điệp của Thủ tướng từ hồi đầu năm tới nay liên quan tới lĩnh vực này. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là muốn đặt câu hỏi cho các khách mời
trực tiếp liên quan tới những lo lắng đó là làm thế nào để nông nghiệp công nghệ cao không phải là một phong trào, như là rất là nhiều những cái phong trào bùng nổ lên và cũng không có định hướng, cuối cùng là chúng ta cũng không đạt được những cái gì mà chúng ta mong đợi. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của bà Chi Lan ạ. Trước hết thì tôi nghĩ là cách tiếp cận của Việt Nam mình hiện nay trong toàn bộ cái định hướng để mà tái cơ cấu nền nông nghiệp hoặc là phát triển lại nền nông nghiệp Việt Nam như thế nào, mà trong đó có định hướng về phát triển công nghệ cao ứng dụng vào nông nghiệp là một định hướng rất đúng đắn. Thực sự chúng ta rất cần phải chuyển đổi nông nghiệp theo cách đó. Nếu mà theo cái gọi chung của hiện đại hóa nền kinh tế thì nông nghiệp của Việt Nam cũng phải được hiện đại hóa, và muốn hiện đại hóa nông nghiệp thì phải có ứng dụng công nghệ cao vào. Về công nghệ cao, theo cái suy nghĩ và mong muốn của tôi thì chúng ta cũng chỉ đừng nghĩ riêng về khía cạnh công nghệ không thôi, mà còn phải nghĩ cả cái khía cạnh về tổ chức, quản lý nữa. Bởi vì nếu như ứng dụng công nghệ vào, công nghệ kể cả công nghệ cao mà không hiểu được đúng công nghệ cao là như thế nào, có một cách tiếp cận phù hợp cho điều kiện của Việt Nam là một đất nước còn dựa trên nền tảng nông nghiệp rất lớn với khoảng 12 triệu hộ nông dân hiện nay, thì cái công nghệ cao đó ứng dụng được có phải là ứng dụng cho tất cả 12 triệu hộ đó hay không, cho tất cả các sản phẩm nông nghiệp hay không thì cũng phải xác định rõ. Và công nghệ cao phải được hiểu là những ngành nào là trọng tâm, để cách làm như thế nào thì được coi là ứng dụng công nghệ. Nên tôi nghĩ cái điều đó là những điều phải tính đến, từ đó thì phải biết cách tổ chức để làm. Và đối với tôi thì điều vô cùng quan trọng là ngoài sự tham gia của các nhà công nghệ, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, thì đối tượng cuối cùng mà cần quan tâm nhất cũng là rộng lớn nhất phải là nông dân. Công nghệ cao đó phải là cái để mà cho những người nông dân có thể tham gia được, có thể ứng dụng được. Cuối cùng người làm nông nghiệp vẫn là nông dân, chứ không phải là các nhà khoa học, các nhà công nghệ, cũng không phải là các doanh nghiệp. Doanh nghiệp là cái đầu cầu hết sức quan trọng để đưa công nghệ vào cho nông nghiệp, hoặc là đưa sản phẩm đầu ra cho nông dân đưa ra thị trường. Nhưng mà họ không phải là cái người làm nông nghiệp, cho nên cái người cuối cùng phải tiếp nhận được công nghệ và ứng dụng được công nghệ lại là nông dân. Thế thì tôi, đấy là cái mối quan tâm hàng đầu của tôi. Ngoài ra thì mục tiêu của bất cứ nền sản xuất nào, nhất là nền sản xuất nông nghiệp như chúng ta hiện nay, thì đều phải là làm sao đảm bảo được chất lượng, làm sao đảm bảo được sự an toàn của thực phẩm, kể cả cho tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu ra bên ngoài, để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường càng ngày càng khắt khe hơn, càng khó hơn, và có khả năng truy xuất được nguồn gốc. Bởi vì bây giờ cái truy xuất nguồn gốc cũng là một yêu cầu hết sức quan trọng trên thị trường, kể cả thị trường trong nước. Thế tôi nghĩ là dung hòa được tất cả những cái đó và cuối cùng là mang lại được hiệu quả cao hơn cho nông nghiệp, lợi ích nhiều hơn cho nông dân, thì đấy là mục đích cuối cùng mà công nghệ cao đưa vào nông nghiệp phải hướng tới. Thế thì tôi cho là cái nó trở thành phong trào hay không thì là do cái cách tính toán của chúng ta và đưa vào theo những tiến độ thời gian như thế nào, ứng dụng ở đâu, và cái tất cả các bước đi cần thiết, để cái sự kết nối các lực lượng và nâng cái trình độ hiểu biết chung của tất cả các đối tượng tham gia vào cả một chuỗi này là sẽ phải thực hiện như thế nào, thì tôi nghĩ điều đó là điều cần phải quan tâm tới. Nếu làm được như vậy thì nó sẽ không trở thành một phong trào. Phong trào nó sẽ là vô ích khi nó không mang lại được kết quả cho ai. Nó rộ lên nhưng mà nó không có đích thực sự và nó không đạt được kết quả cuối cùng thì nó là phong trào. Nhưng mà nếu như chúng ta biết quan tâm và có một cách tổ chức, một cách hợp lý để cho nó đi vào được thực sự vào cuộc sống và đến những người nông dân để ra được những kết quả cuối cùng đáp ứng cho thị trường, thì tôi nghĩ đấy là cái đích mà chúng ta cần hướng tới. Tôi nhớ là trong số đối thoại trước có một khách mời cũng đưa ra vấn đề này ạ. Khách mời đó có nói là bây giờ đang có rất nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nhưng làm thế nào để liên kết giữa doanh nghiệp với cả người nông dân thì đó mới là cả một cái câu chuyện rất là đáng chú ý. Có phải ý kiến của bà Lan là như vậy không ạ? Vâng, ý kiến của tôi là như vậy. Bởi vì dường như khi nói đến công nghệ thì hoặc là nhà nước vận động hiện nay thì chủ yếu là đang trước hết là đang hướng tới các doanh nghiệp. Cái việc mà khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp là tuyệt đối quan trọng và cần thiết, bởi vì cho đến nay cái số doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào nông nghiệp còn quá ít, quá nhỏ bé so với nhu cầu của nền nông nghiệp của chúng ta và so với việc doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực khác. Cũng mừng là trong thời gian gần đây có một số doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp quy mô lớn cũng đang tham gia đầu tư vào nông nghiệp, nhưng mà cũng không nên là mọi chính sách chỉ hướng vào cho đối tượng đó. Thực sự thì doanh nghiệp thường là họ có tiếng nói hoặc có điều kiện tiếp xúc với những người làm chính sách hơn, họ lên tiếng được nhiều hơn. Nhưng mà đông đảo nông dân thì nhiều khi họ không có cơ hội để lên tiếng như vậy.
và để nói rõ được là lợi ích của họ ở đâu, mong muốn của họ ở đâu khi mà chúng ta đưa ra những chương trình công nghệ cao vào, và làm thế nào để nhà nước là cái người kết nối được giữa doanh nghiệp, giữa các nhà công nghệ với nông dân, và cũng đồng thời làm cái vai trò, ít nhiều làm vai trò trọng tài để đảm bảo cái lợi ích giữa các bên được chia sẻ với nhau. Bên ông Thành là một doanh nghiệp mà nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đúng không ạ? Ông Thành có nghĩ đến những vấn đề mà chị Lan vừa nói không ạ? Tôi thì thấy như này, tức là công nghệ cao ấy, thì ở công ty Thái Dương thì cái suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề công nghệ cao như sau. Thứ nhất là chúng tôi hướng đến cái công nghệ cao phải là những công nghệ mà khắc phục những thách thức, tức là phải ngăn ngừa được thách thức cho những cái vấn đề trong ngành nông nghiệp. Thứ hai nữa, công nghệ cao phải làm như thế nào để cho người bình thường, người nông dân có thể sử dụng được. Nhưng ngược lại là công nghệ cao thì phải được quản trị bởi những nhà doanh nghiệp, phải có năng lực về kiến thức rồi kỹ năng, và phải có một cái tính chuyên nghiệp thì với làm được. Nếu công nghệ cao chỉ dành cho người nông dân thì người nông dân không thể vận hành được cái công nghệ cao đó, và thậm chí họ cũng không thể nhận thức được cái vấn đề như thế nào là công nghệ cao. Nếu mà mình cứ nói như thế thì người ta sẽ đi tìm các công nghệ, và trên thế giới thì rất nhiều công nghệ khác nhau. Có những công nghệ nó mới ở Việt Nam nhưng mà nó có hàng trăm năm của các nước rồi, và công nghệ đấy không thể sản xuất ra sản phẩm để chúng ta giải quyết những vấn đề thách thức được. Và chúng ta không thể tạo ra những cái sản phẩm để cho cạnh tranh với thế giới được. Và chúng ta không làm sao để hạ được giá thành được. Và chúng ta không thể tạo ra sản phẩm tốt hơn, thực phẩm sạch được. Chính vì thế, cái xuất phát đầu tiên phải có một cái, mỗi một ngành ấy, thì có một vài doanh nghiệp phải rất là đủ tầm cỡ để hoạt động trong cái lĩnh vực công nghệ cao này. Và sau đó là cái máy cái, hay là một cái trung tâm, hay là một cái đầu tàu để kết hợp với những người nông dân. Và đem những công nghệ nào mà giữa doanh nghiệp thì sẽ là quản trị toàn bộ, thế còn nông dân sẽ là người vận hành nó, vận hành bằng cách sử dụng nó. Nhưng công nghệ đó phải đòi hỏi là phải rất đơn giản. Thế nếu mà công nghệ cao mà lại rất phức tạp, phải đòi hỏi trình độ đại học này, phải hỏi rất nhiều cái trình độ khác nhau và rất nhiều cái phức tạp, thì người nông dân không sử dụng được. Chính vì thế mà công nghệ cao phải định nghĩa một cách khác để giải quyết những vấn đề đó. Vừa rồi có khách mời nói là đừng nói là cao hay thấp, mà nói là công nghệ phù hợp hoặc công nghệ hiệu quả. Công nghệ mang lại sự tiết kiệm về tài nguyên rồi mang lại hiệu quả cho sản phẩm. Thì ông Thành nghĩ thế nào? Tôi thì nghĩ này, có rất nhiều cái khái niệm về nói về công nghệ cao, nhưng chúng ta phải nhìn thấy thế này. Tức là công nghệ cao nó phải bắt đầu từ công nghệ mà đã cao hơn những công nghệ hiện trạng của thế giới, chứ không thể nói công nghệ về Việt Nam. Nếu chúng ta so sánh công nghệ Việt Nam thì chúng ta chưa có những công nghệ chưa có, chỉ là công nghệ mới thôi. Ví dụ trong ngành của chúng tôi, cụ thể trong ngành chăn nuôi, thì Thái Dương đang làm như này. Hiện nay là tất cả những cái sử dụng mà sản xuất thức ăn gia súc á, của Việt Nam hiện nay là chủ yếu là các nguyên liệu từ khô, từ ngũ cốc, rồi nhập khẩu rất là lớn, nhập khẩu về rồi nghiền và trộn vào với nhau để tạo ra thức ăn, ép thành viên, tốn rất nhiều chi phí khác nhau. Và nó gia tăng lên ước tính có 10 đến 15%, thậm chí 20% các chi phí khác nhau từ những công nghệ có hàng trăm năm trước. Công nghệ mới hiện nay, các cách làm đó, các nhà máy thức ăn gia súc chỉ thay đổi một tí về công nghệ IT để điều hành, để điều chỉnh, để dosing, để tất cả các thứ để cho tự động hóa. Người ta gọi là công nghệ cao nhưng tôi cho không phải công nghệ cao. Còn Thái Dương thì làm như sau, tức là chúng tôi sử dụng công nghệ từ liquid feeding, tức là chúng tôi sử dụng những nguyên liệu tươi mà không qua chế biến, và chúng tôi sử dụng các nhà máy sản xuất ngay trong trang trại, không phải qua ép viên, cũng không phải làm tất cả công đoạn đó, chỉ có nghiền ướt xong rồi trộn vào định lượng, hệ thống định lượng rất là tự động hóa và cài đặt trên hệ thống máy tính và cài đặt sẵn, không cần phải có người vận hành và có thể điều hành bằng smartphone. Và bất kỳ nơi nào người chủ có thể cho lợn ăn được bất kỳ lúc nào, hay là đã từ hẹn trước trên đấy thì người ta mới gọi là công nghệ cao. Và cái này thì không đòi hỏi người nông dân phải sờ gì vào cái máy cả. Cứ đến giờ là máy nó tự lấy thức ăn cho lợn ăn và tự lấy các nguyên liệu vào sản xuất để cho tự cho heo ăn như thế. Và thậm chí người ta sử dụng được nguyên liệu như trước kia. Những công nghệ cũ là phải nhập khẩu đến 60% các nguyên liệu từ nước ngoài. Nhưng mà công nghệ mới, nếu anh liquid feeding thì anh có thể sử dụng được 80% từ nguyên liệu trong nước. Như vậy là cái công nghệ mới, cái công nghệ cao đó phải sử dụng được rất nhiều các nguyên liệu, cái tiềm năng ở trong nước, chứ không phải là nguyên liệu cao mà mới lại sử dụng các nguyên liệu rất là tốt nhập khẩu từ các nước ngoài để sản xuất ra một sản phẩm đó. Thì cái công nghệ đấy cho dù cao đến mấy nhưng không có giá trị cho xã hội thì công nghệ đấy cũng không được gọi là công nghệ cao ở Việt Nam. Ông Minh nghĩ thế nào? Tôi rất tán thành với cả ý kiến của bà Chi Lan khi nghĩ rằng chúng ta đưa bất kỳ một cái trào lưu về công nghệ hay là sản xuất nào vào ngành nông nghiệp thì cũng phải nghĩ đến những cái lực lượng sản xuất cơ bản, đấy là những người nông dân.
Bởi vì các doanh nghiệp khi họ có tiền, có tiếng nói, họ tác động được lên chính sách, và với cái nguồn nhân lực sẵn có của họ, họ luôn luôn có khả năng tổ chức sản xuất nhanh, hiệu quả và dẫn đầu ở trong mọi vị thế. Và chính vì đấy thì tự nhiên hình thành ra cái mâu thuẫn giữa những cái sản phẩm do những người nông dân mà không có năng lực để sản xuất ra theo công nghệ hiện đại và những sản phẩm mà do các doanh nghiệp sản xuất ra với công nghệ hiện đại và tiên tiến hơn. Lúc này nó sẽ dẫn tới cái việc là người nông dân sẽ phải dùng cái bài toán cạnh tranh bằng vấn đề là giảm chi phí xuống. Và khi giảm chi phí xuống thì dẫn tới là những chất lượng sản phẩm nó sẽ giảm theo. Vậy thì áp dụng cái công nghệ cao ở đây vào cho người nông dân là một cái bài toán rất là thách thức. Và tôi nghĩ rằng chính phủ cũng như là các tổ chức dân sự xã hội cần phải tham gia vào để giải quyết hai vấn đề. Một, đầu tiên là lựa chọn một cái công nghệ phù hợp với cái điều kiện kinh tế tự đầu tư của bà con, hoặc là phải có cái phương án giải ngân hỗ trợ để cho bà con có thể vay và mua để đầu tư. Hai là phải thay đổi và nâng cao cái tư duy về tổ chức sản xuất của các hộ nông dân, thay vì việc là manh mún cá thể thì liên kết lại thành các cái hiệp hội, thành cái hợp tác xã để mà cùng nhau giám sát, cùng nhau đưa ra các cái phương án tổ chức sản xuất kết hợp để nâng cao cái chất lượng. Thứ ba là đẩy mạnh cái thương hiệu về vùng miền, bởi vì thay doanh nghiệp thì họ sẽ tập trung vào sản phẩm doanh nghiệp của họ, nhưng bà con nông dân thì thường thường gắn với mảnh đất của mình, và khi liên kết lại thì cần phải có cái thương hiệu vùng miền để bà con có thể bán được sản phẩm với giá trị cao hơn. Thứ tư là cần phải có những cái chính sách cho bà con vay tiền để mà mua. Thực ra bây giờ vay tiền rất khó, để mà các ngân hàng mà giải ngân để đi vay, đến như doanh nghiệp còn khó nữa là bà con nông dân. Mà vay thì vay tín chấp thì được một cái số lượng rất là hữu hạn. Thì cần phải có bà con phải có một cái thể chế nào đó đại diện như kiểu hợp tác xã hay là hiệp hội để có những cái nguồn vốn để hỗ trợ cho bà con. Tiếp theo nữa là có một cái định hướng về mặt sản phẩm đầu ra. Chẳng hạn như là bây giờ cuối cùng nền kinh tế của mình đang bị phụ thuộc vào các thương lái. Bà con nông dân là ai là người gần gũi với bà con nông dân nhất? Không phải doanh nghiệp, là thương lái. Bởi vì nếu như họ không bán được hàng, cuối cùng họ tìm đến thương lái để xử lý. Và như thế là nền kinh tế bị chi phối bởi thương lái thì nó giống như nền kinh tế hàng trăm, hàng nghìn năm qua. Và nó không phát triển được về mặt cả một chuỗi giá trị. Sản xuất ra có thể tốt, nhưng mà không tiêu thụ được. Không tiêu thụ được dẫn tới là cái việc là họ sẽ bị ảnh hưởng tới cái thu nhập của họ, hay là cả những cái lượng vốn họ tích góp được họ bị mất, hay là như gọi là doanh nghiệp là phá sản đấy, thì nó là một cái vòng luẩn quẩn. Vâng, và liên quan một chút với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là làm thế nào để nông nghiệp công nghệ cao không phải là một phong trào ấy ạ, thì bà Chi Lan đánh giá thế nào về những cái động thái gần đây của chính phủ với cái việc là rất là nhiều những cái khuyến khích, thậm chí đưa ra hẳn những con số như là 100.000 tỷ, đúng không ạ, từ 60.000 tỷ lên 100.000 tỷ tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao, rồi rất nhiều các doanh nghiệp lớn cũng đã đầu tư vào lĩnh vực này và đang được khuyến khích ạ, thì bà Chi Lan nghĩ thế nào về cái những cái động thái như vậy, những cái... Tôi nói thật là tôi hơi sợ những động thái như vậy, là nó có vẻ có cái màu sắc của phong trào. Bởi vì chúng ta cũng chưa có cơ sở hoàn toàn để tính toán xem là bao nhiêu nghìn tỷ là cần thiết để mà có được công nghệ cao. Và lại ngay cả khái niệm công nghệ cao, thế nào là công nghệ cao thì cũng cần phải xem lại. Tôi cũng nhớ là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì từ cách đây mấy năm đã tuyên bố là tham gia vào để phát triển nông nghiệp thông minh ở Việt Nam, Smart Agriculture. Thì hồi đó doanh nghiệp đó cũng đã quảng bá rất là mạnh về cái đó. Nhưng rốt cuộc thì sau mấy năm thì tôi thấy cái đấy nó lại chìm nghỉm đi. Thế và dường như là mục tiêu như vậy là để bán cái sản phẩm IT của mình hơn là tham gia vào. Tôi nói thật thì tôi thích những cái cách làm của một số công ty lớn. Ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai chẳng hạn, họ nhập bò về, họ nuôi bò ở Việt Nam, tổ chức chăn nuôi hẳn hoi. Làm tổ chức chăn nuôi hẳn hoi, thuê những người nông dân vào làm cho mình. Hay là Vinamin hay TH Trumin đang làm trong ngành sữa, là nhập những giống bò, những đàn bò giống tốt ở bên ngoài. Cái đó chúng ta chưa có, thì chắc chắn là phải nhập rồi. Nó mới đảm bảo được sản phẩm chất lượng cao. Nhưng mà cả quy trình sản xuất ở Việt Nam hay chăn nuôi ở Việt Nam là một quy trình mà áp dụng tuyệt đối theo những cái đòi hỏi về công nghệ để ra được những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Thì cái đó là cái chính là công nghệ cao đích thực mà người ta làm.
Và trong cái việc làm đó thì bản thân những người nông dân tham gia được rất nhiều vào quá trình sản xuất với họ. Chứ không phải là họ chỉ là cái người bán sản phẩm, du nhập công nghệ vào để bán cái công nghệ đó. Không thôi, còn không biết cái người sử dụng công nghệ như thế nào, số phận của người ta về lâu về dài ra sao. Cái đó là cái nên tránh. Vì tôi sợ là một số doanh nghiệp đang hô hào rất nhiều về việc tham gia của mình, có thể là nhắm tới lợi ích của mình nhiều hơn. Và tôi nghĩ là công nghệ cao mà chính sách của nhà nước phải hướng tới là làm sao cho nó hình thành cả một chuỗi. Trong đó là những đối tượng chính tham gia, chúng ta hay gọi là các nhà đấy, lâu nay bốn nhà kết hợp đấy, nhà nước, nhà khoa học công nghệ, nhà doanh nghiệp và nhà nông đấy, để cùng nhau tham gia vào. Và rất cần vai trò của nhà băng nữa, các ông ngân hàng nữa chẳng hạn, hoặc là nhà giáo dục nữa về các cái phương tiện giáo dục đào tạo cho người nông dân, để cho hoặc là những người họ tham gia họ hiểu được và họ tuân thủ được theo quy trình, họ ứng dụng được quy trình, vân vân. Thì tôi nghĩ là rất nhiều nhà phải tham gia vào, nhưng đừng quá thiên lệch theo cái hướng là chỉ coi một vài ngành vẫn được liệt vào cái danh mục của Việt Nam gọi là công nghệ cao, như là ICT, công nghệ thông tin truyền thông, hoặc là biotech, ngành công nghệ vi sinh chẳng hạn, hoặc nano, thì chỉ coi những cái đó là công nghệ cao. Thế còn lại coi thường hoặc là xem nhẹ những cái mà có thể coi là công nghệ phù hợp và ứng dụng được. Và nhất là điều rất cần quan tâm là lợi ích của cái này về tay ai. Thì chúng ta làm cái gì thì cũng phải cho đông đảo lợi ích của người dân Việt Nam, kể cả người tiêu dùng cũng như người sản xuất trực tiếp nhất là nông dân, cũng như lợi ích chung của nền kinh tế. Doanh nghiệp như thế nào? Tôi thấy như này, tức là cái mục tiêu để có 100.000 tỷ cho ngành nông nghiệp, ngành ứng dụng công nghệ cao chẳng hạn, không phải mỗi ngành nông nghiệp. Nhưng thì tôi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thì rất lâu năm, có lẽ là ngành nông nghiệp thì cũng phải nói rất lâu rồi thì cũng chưa thấy có một nguồn vốn nào cho ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong khi đó ngành nông nghiệp thì đóng một vai trò rất quan trọng, và hiện nay chỉ riêng 100 triệu người Việt Nam thôi phải tiêu thụ một lượng thực phẩm từ ngành nông nghiệp rất lớn. Chưa nói chúng ta đang đối diện với cái giá thành của chúng ta rất cao và chất lượng thấp để cạnh tranh với các nước như Mỹ và các nước Nam Mỹ. Thậm chí là chúng ta có cơ hội, có thể nếu mà chúng ta có sản phẩm tốt, sạch và giá rẻ thì chúng ta có thể bán được sang các thị trường như của Trung Quốc trong tương lai với 1,4 tỷ dân của Việt Nam. Thế thì có một cái thách thức là doanh nghiệp chúng tôi đang gặp là thứ nhất là cái nguồn vốn để đầu tư cho công nghệ cao là đã là công nghệ cao thì đầu tư phải rất đắt và rất cao. Ngay cả vật liệu cũng khác. Có những công nghệ tức là mới và cao chạy tự động hóa được, nhưng mà vì vật liệu quá kém 3 năm sau hỏng thì lại không tự động hóa được, thành công nghệ thấp và thành đống sắt vụn. Thì đó là chính vì thế mà công nghệ cao phải đầu tư rất cao, cho nên cần một nguồn lực rất lớn, tiền rất lớn. Nếu mà nông dân chỉ có 100 triệu, đối với nông nghiệp 1 tỷ, 10 tỷ cũng không xây dựng được công nghệ cao. Mà công nghệ cao một cái dự án nhỏ nhất cũng phải cỡ hàng trăm tỷ trở lên. Thì với đầu tư được một dự án công nghệ cao. Cho nên cần một nguồn lực người nông dân, nếu mà trao nông dân lấy đâu hàng trăm tỷ để đầu tư một cái dự án công nghệ cao. Vấn đề nó đang đứng trước một cái thách thức như thế. Thứ hai là cái lãi vay của chúng ta quá là cao. Đối với công nghệ cao, lãi suất 10% thì người nông nghiệp không thể làm sao mà có lời được. Một đồng đầu tư, 100 tỷ tiền đầu tư công nghệ cao, mỗi một năm phải trả 10% tiền lãi vay và phải trả 10% cho cái khấu hao. Như vậy là 20% cái chi phí từ chi phí tài chính đó. Thì đối với nông dân, đầu tư xong thất bại ngay. Nếu mà cái chi phí này như thế, đầu tư công nghệ cao xong thất bại ngay. Đấy là chắc chắn rồi. Thứ hai nữa là để nếu mà chúng ta phải như thế này, nông nghiệp nên là một cái nơi xứng đáng để mà là một cơ hội trong một cái thời kỳ mới để đầu tư công nghệ cao. Bởi vì bản thân nó có một dung lượng rất lớn. Cái sản phẩm hàng hóa đấy, nó tạo ra sản phẩm rất lớn cho xã hội. Và mình, Việt Nam cũng là một nước, phải nói rằng tôi, về phía cá nhân tôi suy nghĩ rằng trong vòng 15-20 năm tới, nếu chúng ta đầu tư đúng hướng, đầu tư có mục tiêu và đầu tư có chiến lược và có lộ trình, kế hoạch đàng hoàng thì chúng ta nông nghiệp chắc chắn là chúng ta sẽ cạnh tranh được với rất nhiều nước trên thế giới, chứ không phải chỉ cũng mà Việt Nam trở thành một nước cường quốc thật. Vì chúng ta có 100 triệu dân mà lớn lắm, một đất nước chỉ sau Trung Hoa, sau Mỹ thôi, quá khủng khiếp lớn. Và cái may mắn của Việt Nam của chúng ta là đi sau, cho nên những công nghệ chúng ta sử dụng phải là công nghệ cao hơn các nước, cho nên chúng ta tạo ra sản phẩm nó có giá trị cao hơn với các nước, với đúng. Còn các nước thì bị đầu tư hàng trăm năm rồi, họ không muốn đập phá đi những cái công nghệ cũ, họ muốn giữ nguyên công nghệ cũ.
và họ muốn cải tiến cứ tí một, còn chúng ta có thể là có cái doanh nghiệp như chúng tôi là có thay đổi là khi chúng tôi xây dựng một dự án mới là chúng tôi mua tất cả công nghệ nào, tích hợp tất cả những công nghệ nào tốt và đạt tiêu chuẩn nhất trên thế giới, nó nằm trong một dự án. Thậm chí có những dự án của Việt Nam của chúng tôi ấy, còn cao hơn có những dự án trên thế giới, là ở chỗ tại vì chúng tôi là dự án mới và tích hợp tất cả những dự án cao vào. Doanh nghiệp của ông Minh có gặp những vấn đề như vậy không ạ? Trên góc độ của chúng tôi là những người mà đưa ra những cái giải pháp về bài toán công tư vấn về bài toán thị trường và công nghệ cho các cái doanh nghiệp sản xuất cũng như là các cái nhà sản xuất, thì ví dụ như trong vòng 15 năm trước thì tôi cũng có cái cơ hội là một trong những người mà đưa những cái công nghệ tự động hóa vào ngành công nghiệp ở Việt Nam. Và chủ yếu cái nguồn vốn hồi đó để các nhà máy họ đầu tư vào sản xuất thì chủ là vốn tự có của họ. Thế bây giờ để đem những cái giải pháp về tự động hóa đưa vào việc điều khiển ở các nhà máy thì nó đòi hỏi phải có một cái quy mô sản xuất, một dây chuyền sản xuất hiện đại, và tư duy quản lý tổ chức sản xuất nó cũng phải hiện đại tương đương với cả việc cái công nghệ mình đưa vào. Nếu như ở công ty Anh Thành mà đội ngũ từ ban giám đốc đổ xuống đến các cái công nhân mà không có tư duy hiện đại thì cũng không thể làm chủ được cái công nghệ một cách hiệu quả như bên anh đang có. Tôi chứng kiến nhiều cảnh là có một cái nhà máy đầu tư một dây chuyền tự động hóa sản xuất những cái cách đây khoảng 15 năm, 12 năm, rất hiện đại. Mà đáng nghĩa là điều khiển tự động hóa thì có nghĩa là giảm bớt số người đi. Thì ở cái phòng điều khiển trung tâm thì họ lại nhồi đến 4-5 người để ngồi ở một ca, trong khi đó chỉ cần 1-2 người. Thì cái tư duy mà sử dụng cái công nghệ mà không hiện đại như công nghệ thì đó là một sự lãng phí. Đấy là điều đầu tiên tôi nhìn thấy. Cho nên tôi vẫn nhấn mạnh lại là trang bị trong các cái giải pháp về công nghệ là việc đầu tiên mình cần phải làm, là mình phải nâng cao được cái tư duy sử dụng của người nông dân. Người ta có cần thiết, người ta có thấy phù hợp hay không trước khi mình trang bị cho người ta. Cái thứ hai nữa ấy, là tìm cho người ta cái công nghệ nào nó phù hợp nhất. Thì ở đây tôi đang thấy hoàn toàn thiếu vắng cái vai trò của những cái người là nghiên cứu và phát triển, những cái đơn vị về khoa học kỹ thuật, là giải pháp nông nghiệp công nghệ cao nào cho người nông dân. Nhưng mà tôi nghĩ là đâu có nhất thiết là phải để người nông dân phải vay vốn, phải đầu tư, phải ứng dụng nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao ạ. Chúng ta hoàn toàn có chính sách như hiện nay là khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xong sau đó thì kéo người nông dân vào cùng với cả những cái hoạt động của doanh nghiệp, thì như vậy là cái hướng đó nó có vẻ tốt hơn ạ? Tôi không đồng ý như thế. Bởi vì chẳng khác gì việc là biến người nông dân trở thành người làm thuê ngay chính trên mảnh ruộng của mình. Và cái thứ hai nữa, cái tính sở hữu đất đai của người Việt Nam mình là rất là lớn. Nó là truyền thống của một dân tộc rồi. Thay đổi cả một truyền thống nó rất là khó. Chị tưởng tượng xem nếu như bây giờ cái ngôi nhà của chị đang ở và bây giờ có người thuê lại, mua lại và thuê chị làm ở đó, thì bản thân cái tâm lý của mình cũng rất là không thoải mái. Tôi đã chứng kiến rất là nhiều doanh nghiệp họ làm theo kiểu là họ bỏ tiền ra, họ thuê lại cái đất đấy, xong họ thuê lại chính cái người nông dân ở trên đấy làm, và biến những người nông dân làm nông nghiệp trở thành những công nhân nông nghiệp. Nó là khác nhau về mặt bản chất. Nông nghiệp nó phải có những cái tư duy và có những cái tập quán sinh hoạt cũng như là có cái phương thức canh tác nó khác hẳn so với công nghiệp hiện đại hóa. Nếu mà đem một cái tư duy công nghiệp để áp dụng vào nông nghiệp và yêu cầu những người nông dân phải làm việc và tư duy như những người công nhân thì tôi nghĩ là nó sẽ không bao giờ thành công. Bạn làm như thế nào? Thành vừa mới, xin lỗi, Minh vừa mới đề xuất tới vừa bàn tới cái khía cạnh về tổ chức sản xuất nông nghiệp. Thì tôi nghĩ ở Việt Nam hiện nay có lẽ cái khâu mà tổ chức lại sản xuất nông nghiệp nó cần phải quan tâm hoàn toàn không kém, thậm chí còn hơn công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao vào. Bởi sao? Nếu không tổ chức lại sản xuất được nông nghiệp của ta một cách hợp lý, một cách hiệu quả, thì công nghệ cao cũng rất khó ứng dụng vào. Nếu như công nghệ cao, những người có sản phẩm công nghệ cao như anh Thành mà lại phải đi đến từng hộ một thuyết phục họ, nài nỉ họ, thì anh có thể làm được ở một khu vực nhất định, nhưng anh không thể làm trên diện rộng.
ra và sản phẩm của anh có tốt mấy thì anh cũng lại chỉ khoanh được vào vài tỉnh nào đó thôi. Chứ còn anh muốn đưa ra thí dụ như cả một vùng đồng bằng Bắc Bộ đã là khó rồi. Chứ chưa nói là những cái tốt có thể phủ sóng rộng hơn trên đất nước mình. Nên tổ chức lại sản xuất nông nghiệp cũng là một khâu quan trọng hoàn toàn không kém. Và ở nước ta hiện nay thì chắc là phải chấp nhận và phải phát triển dần cả hai loại hình, cả hai loại mô hình tổ chức. Một là phải có những doanh nghiệp tích tụ được đất đai, làm sản xuất trên quy mô tương đối lớn. Thì làm trên quy mô tương đối lớn mới ứng dụng được công nghệ một cách đồng loạt và mới tạo được cái sức thuyết phục cao cho cái khả năng công nghệ đưa vào, mang lại hiệu quả cao, mang lại chất lượng tốt, có được uy tín cao trên thị trường và hiệu quả của nó rốt cục là cao nhất thì nó có lợi cho cả người nông dân, cả người sáng tạo công nghệ cũng như là các doanh nghiệp tham gia vào và cuối cùng là nhà nước và người tiêu dùng. Cách mà hiện nay một số nơi như thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng là có thể truy xuất nguồn gốc ấy, thì tôi nghĩ cái đó cũng là cách rất tốt. Hay là như Vineco đang làm về các mặt hàng rau quả ấy, cung cấp ra thị trường, họ cũng làm theo cái cách thức là truy xuất được tận nguồn gốc. Chúng ta mua ở cửa hàng, chúng ta có thể đưa điện thoại di động vào và biết được là cái sản phẩm đó, cái gói rau chúng ta mua đó là do ai sản xuất. Và chúng ta có thể phản ứng ngay với cái nhà tiêu thụ là Vinmart và cho công ty Vineco để mà tiếp cận lại với cái người nông dân cung cấp cho mình sản phẩm. Thì đấy cũng là cái cách mà có thể là từng hộ nông dân tham gia vào được. Nhưng nói thật là tôi thấy cái cách như của Vineco, một mặt là có những trang trại của tự mình đầu tư lớn như hàng nghìn hecta ở Vĩnh Phúc và gần đây là ở Hà Nam đang phát động để làm tiếp. Và đồng thời lại có cái chương trình là kết nối với 1.000 hộ nông dân. Và bước đầu họ đã làm với 250 hộ tương đối thành công rồi. Bây giờ mở rộng ra làm tiếp với 1.000 hộ nông dân. Cũng theo cái phương thức là làm với từng hộ riêng lẻ một. Nhưng mà đảm bảo một cái sự kết nối chặt chẽ với nhau, giám sát thường xuyên, đảm bảo cho việc người nông dân thực hiện được những hướng dẫn của nhà sản xuất, của nhà đầu tư là doanh nghiệp. Thì tôi thấy là cách thức đó cũng là cách tốt. Cho nên có lẽ là chúng ta kết luận lại theo tôi là đối với công nghệ là phải quan tâm cả đến cái tổ chức lại sản xuất. Và tổ chức lại sản xuất ở Việt Nam hiện nay nên đi theo cả hai hướng song song. Một mặt là có tích tụ đất đai, phát triển những doanh nghiệp lớn, những cái đầu tư tương đối lớn, quy mô lớn và nông nghiệp. Nhưng một mặt khác thì không thể phá bỏ được đâu mà vẫn phải duy trì trong một thời gian khá là lâu dài cái những hộ nông dân là một số đông còn ở trong xã hội Việt Nam. Dần dần rồi trong tương lai khi kinh tế phát triển lên và khi có thêm những công ăn việc làm khác ấy cho nông dân thì mới có thể tính tới việc là giảm mạnh cái số lượng những người nông dân tham gia trực tiếp, những người tham gia trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp như là cái số lượng hộ nông dân đang rất lớn ở Việt Nam hiện nay. Vì một trong những bài toán khó nhất ấy, khi ứng dụng công nghệ vào, tôi nghĩ ở nước nào cũng vậy thôi, người ta đang ngại cái mặt, cái khía cạnh khác có thể nói là tiêu cực về mặt xã hội hay về mặt lao động việc làm của công nghệ, là khi ứng dụng công nghệ cao vào hoặc là tự động hóa vào thì có thể làm rất nhiều người mất việc làm. Thế mà bất cứ một đất nước nào cũng đều phải lo đến phát triển kinh tế hay phát triển công nghệ, phải đi với phát triển xã hội, phải tạo được công ăn việc làm cho người dân. Cho nên sử dụng công nghệ như thế nào, nhất là ở đất nước như chúng ta, đông dân như vậy, lực lượng lao động đông đảo như vậy, thì ứng dụng công nghệ nhưng không để mất việc làm thái quá của người lao động, hoặc là phải tạo được việc làm mới cho họ, cũng là điều cần quan tâm. Những vấn đề bà Chi Lan nói với ông Thành như thế nào? Tôi thì có một cái kinh nghiệm, tôi đã đến một đất nước Đan Mạch, là một đất nước mà chăn nuôi lợn lớn nhất trên thế giới. Họ làm như sau. Thì 1.820 cái hộ chăn nuôi được đóng góp tiền để xây dựng một cái nhà máy giết mổ, nhà máy chế biến thực phẩm lớn nhất, lớn thứ nhì trên thế giới tại Đan Mạch. Và chính phủ đã bằng cách tức là cho người nông dân đấy vay tiền để đóng góp vào cái công ty đó. Và tất cả những cái sản phẩm của người nông dân sản xuất ra được đem đến cái nơi đó để chế biến rồi tổ chức bán trên toàn thế giới. Và tất cả sản phẩm, không có một cái sản phẩm nào họ sẽ bỏ, làm cho gia tăng cái giá trị rất là cao. Cách tiếp cận đấy ấy, thì tôi cho rằng Việt Nam cũng xem lại tổ chức sản xuất đấy, là nên chúng ta, nếu mà muốn người nông dân phối hợp với nhau thì chúng ta phải có một cái cách đi, một cái bài học nào đó mà chúng ta có thể làm. Ví dụ Đan Mạch họ làm như thế, tại sao Việt Nam chúng ta không làm? Thay vì trước này chúng ta đưa tất cả khu chế biến đều nhỏ, rất là nhỏ,
và rất là rải rác, cho nên cái nguồn lực đầu tư rất lớn. Tính tổng lại tất cả cái nguồn lực đầu tư nhỏ như thế vào thì lớn hơn một cái dự án rất là lớn. Và không tự động hóa được, không công nghệ cao được. Chính vì thế cái tổ chức sản xuất ấy, là làm như thế nào đó cái người nông dân nó có tổ chức. Lâu nay chúng ta thành lập các hội này, các gọi là hội thôi chứ chưa nói hiệp hội của người nông nghiệp. Nhưng chưa làm được chức năng gì cả. Thực tế chỉ làm công tác tuyên truyền, rồi đào tạo, rồi chuyển giao kỹ thuật một ít, vân vân và tất cả như chưa đủ sức để kết nối cái người nông dân lại. Thế thì người nông dân muốn kết nối thì phải có bàn tay của chính phủ và muốn phải có tổ chức lại cho họ, cái tổ chức sản xuất đấy. Và bài học của Đan Mạch là một nhà máy giết mổ đứng thứ nhì thế giới và trong cả một đất nước Đan Mạch có 30 triệu con lợn thì chỉ có 2 nhà máy giết mổ. Và mỗi một nhà máy đấy có 1.820 hộ nông dân đóng góp tiền vào để xây dựng một cái nhà máy 305 triệu euro để xây dựng một nhà máy vừa chế biến vừa tiêu thụ cái sản phẩm cho những người nông dân. Thế thì tại sao Việt Nam chúng ta không có cách đi, nó khác đi một tí. Cũng giống như mình cũng không chưa thể tạo lập được gì đó thì mình phải học tập những cái mô hình mà người ta đã thành công trên thế giới. Cách đi đấy cũng là cách để mà chúng ta có thể xem xét được. Đấy, thì tôi cũng thành ra tôi đồng ý với anh ở khía cạnh là chúng ta rất cần những cái mô hình mới. Làm thành ra tôi mới nói là cần cả hai, Việt Nam cần cả hai. Một mặt là khuyến khích phát triển những cái làm quy mô lớn để ra những sản phẩm chất lượng đồng đều, chất lượng cao mà có được cái sự thắng trên thương trường nhờ ứng dụng công nghệ vào. Nhưng một mặt khác thì thực ra là Đan Mạch là đất nước chỉ có 8 triệu dân và họ có rất nhiều ngành khác, các ngành công nghiệp của họ rất lớn và họ gặp rất ít vấn đề về chuyện thất nghiệp, về chuyện công ăn việc làm của người dân. Ở một nước mà thu nhập mà khoảng 40.000 đô la một đầu người thì họ làm như vậy được. Chứ còn đất nước như Việt Nam mình mà làm như vậy thì có lẽ cái bài toán đầu tiên là vậy thì những người chăn nuôi khác đi đâu? Và như vậy là có thể là một số cái lớn nhưng mà lại làm để mà nếu mà như hướng đi một mảng thị trường khác ấy, không phương hại quá lớn đến cuộc sống của đông đảo của hàng triệu hộ nông dân khác đang làm chăn nuôi ở Việt Nam thì mới giải bài toán đó được. Chứ còn tôi nói thật là tôi cũng như tôi đã nói đấy, tôi rất sợ những cái bài toán công nghệ mà cực đoan mà nó dẫn đến tới là số phận của rất nhiều con người nhỏ bé khác không được quan tâm. Thì cái đó là cái điều rất đáng ngại. Bây giờ ở Việt Nam đã bị những cái thách thức rất lớn. Năm ngoái, Tổ chức Lao động Quốc tế đã đưa ra cảnh báo cho Việt Nam là tự động hóa có thể làm trong tương lai 86% những người lao động đang làm việc trong các ngành như dệt may, giày dép sẽ không có việc làm nữa. Và hai ngành đó là khoảng 4 triệu lao động trực tiếp đang làm ở nước ta. Nếu mà 86% cái lực lượng lao động có, đó không có công ăn việc làm, thì họ làm gì, đi đâu? Hay là có những tỉnh, tôi biết họ rất tiên phong trong lĩnh vực tái cơ cấu nông nghiệp như Đồng Tháp. Nhưng mà Đồng Tháp cho đến bây giờ trong các bước đi của họ, họ vẫn rất thận trọng. Bởi vì họ tính toán ở chỗ là 1 triệu nông dân đang làm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ vào, thay đổi cái cách quản lý, cách tổ chức lại, hoàn toàn có thể nâng lên được. Nhưng mà như vậy, 0.5 triệu nông dân sẽ không làm nông nghiệp nữa. Họ sẽ đi đâu về đâu, làm cái gì? Có tạo được công ăn việc làm mới cho họ hay không? Đảm bảo được cuộc sống cho họ hay không? Và chính vì vậy, cho nên cái bước đi thì họ phải tính toán những bước đi nó phù hợp để một mặt là có được hiệu quả cao về kinh tế, về công nghệ, nhưng một mặt khác không ảnh hưởng quá lớn, tiêu cực quá lớn tới cuộc sống của những người nông dân mà họ không có khả năng, những người họ không có khả năng đi theo được các dòng công nghệ đó hoặc tham gia vào những cái chuỗi mới tiên tiến như vậy. Thì tôi nghĩ là đấy là cái bài toán mình phải tính. Thế còn ở Việt Nam thì quan sát tôi cũng thấy là ngay như cái báo cáo năm ngoái của World Bank đưa ra cũng chứng minh là không phải chỉ trong ngành lúa gạo mà hầu hết các sản phẩm tương đối quy mô tương đối lớn hoặc chất lượng tốt của chúng ta là tập trung trong một số ít người làm hơn một tỷ lệ nhỏ so với tổng toàn bộ nông nghiệp, mà ngay cả trong chăn nuôi cũng vậy. Cái xu hướng mà chăn nuôi theo quy mô lớn hơn nó đang càng ngày càng tăng lên. Và nếu tôi nhớ không sai thì trong báo cáo của họ, họ cũng cho thấy là tới 50% sản phẩm chăn nuôi trên thị trường Việt Nam hiện nay là ở những cái doanh nghiệp tổ chức sản xuất quy mô tương đối khá, chứ không phải ở các hộ nhỏ lẻ. Và cái số mà làm chăn nuôi nhỏ lẻ 1, 2 hoặc là 10 con lợn trở xuống ấy, trong một gia đình càng ngày nó đang càng giảm đi để nhường sân cho những người tổ chức chăn nuôi theo quy mô lớn hơn từ vài chục con trở lên trong một đàn lợn hoặc là đàn gà, vịt chẳng hạn thì phải tính tới đơn vị cả nghìn con.
thì đấy là cái xu hướng nó đang phát triển dần ở Việt Nam. Và tôi nghĩ là chúng ta cũng đi theo một cái cách tiếp cận như vậy thì vừa một mặt có đột phá thì vẫn có thể có đột phá, nhưng một mặt khác thì đừng quên cái lượng đông đảo những người khác mà người ta chưa có điều kiện đi ngay theo được, hoặc là nền kinh tế hoặc đất nước chưa tạo được ra cho người ta cái khả năng hoặc cái cơ hội để mà tìm kiếm những cái khác thay thế cho công ăn việc làm của người ta về lâu về dài. Cũng là chủ đề về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhưng rõ ràng mỗi số có những cái nội dung, những cái quan tâm của các khách mời rất là khác nhau, thì chúng tôi nghĩ là ngày hôm nay cũng có một cái góc tiếp cận rất là mới, có một cái cách nhìn rất là mới về cái chủ đề này. Thì trước khi mà kết thúc chương trình ạ, thì tôi rất là mong các khách mời có thêm một vài những cái nhắn nhủ hoặc một vài những cái tổng kết của mình sau khi kết thúc chương trình để gửi tới cho quý vị khán giả, gửi tới cho những người đang quan tâm tới nông nghiệp công nghệ cao ạ. Thì ông Minh có một cái nhắn nhủ gì không ạ? Tôi nghĩ rằng đối với nông nghiệp công nghệ cao thì việc đầu tiên nên tập trung vào việc là nâng cao tư duy và nhận thức của người nông dân sản xuất ra sản phẩm, để làm sao họ luôn luôn ý thức được rằng là cái sản phẩm của họ tốt hơn thì họ sẽ bán với giá trị cao hơn. Thứ hai là các cái cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp hay là các tổ chức xã hội thì cần tạo điều kiện để hỗ trợ cho các hộ nông dân liên kết lại với nhau, để có một cái diện tích hay là có một cái năng lực sản xuất nuôi trồng nó lớn hơn, có một cái thương hiệu chung vùng miền mạnh hơn để có bán được cái giá trị cao hơn, có bán được hàng ra thì mới có tiền và có động lực để mà tái đầu tư vào sản xuất để có những sản phẩm tốt hơn. Đấy là ý kiến của tôi. Vâng ạ. Ông Thành có một ý kiến gì trước khi kết thúc chương trình ạ? Tôi thì đối với tôi thì người nông dân phải có một cái ý thức, tức là mình gắn bó với một doanh nghiệp phải chuyên nghiệp để cùng sát cánh với họ với thành công được và với giải quyết những vấn đề thách thức và khó khăn. Còn nếu như bản thân một mình họ có thể làm trong cái ngành nông nghiệp trong tương lai thì sẽ rất khó thành công, bởi vì còn rất nhiều những thách thức khác nhau. Và nếu chúng ta phải nói rằng một tổ chức thành công nó mạnh hơn và nó có cơ hội thành công hơn so với một cá nhân thành công, thì chỉ có tập thể một tổ chức thì mới làm được nên sự nghiệp và mới làm thành công được trong ngành nông nghiệp. Còn nếu mỗi một người nông dân lớn như thế, mỗi người một công ty, mỗi người làm một chủ một tí trong một cái mảnh rất nhỏ như thế thì sẽ chắc chắn là sẽ thất bại. Và nếu không kết hợp với các doanh nghiệp thì sẽ không thành công được. Còn nếu có bốn người nông dân có trình độ như nhau mà kết hợp với nhau cũng không giải quyết được gì hết và cũng chỉ là thất bại. Và phải bắt buộc phải có doanh nghiệp chuyên sâu và kết hợp với người nông dân thì mới thành công được. Còn nếu không có cái điều đó, chắc chắn không thành công được. Bà Chi Lan ạ. Tôi thì ước vọng của tôi đối với nền nông nghiệp Việt Nam là một nền nông nghiệp sau này có thể phát triển được theo hướng nâng cao dần về công nghệ. Nhưng cái cuối cùng mà phải đạt được là một nền nông nghiệp, cái tôi mong muốn nhất là có một nền nông nghiệp có được công nghệ cao, chất lượng tốt, đảm bảo được cái điều tuyệt đối cần thiết là tính an toàn cho cả người sản xuất và lẫn người tiêu dùng. Bởi vì đây sản xuất nông nghiệp nó khác với các sản phẩm khác, là sản phẩm đó là trực tiếp ăn vào cho con người, nó là số phận của con người, nó là kể cả cái tương lai của dân tộc, của nòi giống, trong việc phát triển như thế nào về thể lực, về trí tuệ. Nhưng nếu mà sản phẩm nông nghiệp mà không đáp ứng được yêu cầu số 1 là sạch, là an toàn, thì cái đó thì công nghệ có ứng dụng công nghệ gì thì cũng là vứt đi. Cho nên là công nghệ hay là tổ chức sản xuất nông nghiệp thì phải đạt tới cái yêu cầu số 1 của nông nghiệp Việt Nam là đạt tới cái tính sạch, tính an toàn của sản phẩm. Thế còn về tổ chức sản xuất thì làm sao cho nó tạo được thành cái chuỗi giá trị, trong đó có sự tham gia của các đối tác khác nhau, có vai trò của nhà nước, có vai trò của công nghệ, có vai trò của doanh nghiệp, có vai trò của nhà nông, có vai trò của người tiêu dùng, tiếng nói và cái sự phán xét của người tiêu dùng, đòi hỏi của người tiêu dùng để mà gây áp lực hoặc động lực trở lại cho những đối tượng kia làm cho tốt hơn, đáp ứng được tốt hơn yêu cầu của người tiêu dùng. Và cuối cùng là nền nông nghiệp đó cũng phải là một nền nông nghiệp nhân bản, theo cách là vì lợi ích của tất cả mọi người, cũng là theo cái cách tiếp cận của các nước hiện nay là bao dung trong nền kinh tế, hay là tính chất bao trùm của nền kinh tế, nghĩa là không để cho bất cứ một đối tượng nào bị gạt ra khỏi lề. Thế thì trong phát triển nông nghiệp của Việt Nam, hướng theo công nghệ cao, hướng theo các mặt đó cũng vậy, làm sao để có thể thu hút và có thể tạo được cho tất cả những người nông dân, những người đang sống ở nông thôn, gắn bó và dựa vào nông nghiệp,
cũng cùng có thể tham gia và phát triển được cuộc sống của họ. Vâng ạ. Chúng tôi xin cảm ơn những cái thông tin cũng như là những cái tâm huyết của ba khách mời đối với đề tài của đối thoại ngày hôm nay ạ. Trong các số trước khi mà chúng tôi cũng bàn về chủ đề là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì ngay khái niệm thế nào là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã là cả một sự tranh luận rồi rất nhiều các vấn đề về khó khăn của doanh nghiệp khi tham gia vào nông nghiệp công nghệ cao, từ tích tụ dụng đất cho đến tín dụng đến lãi suất cũng đã được đề cập, thậm chí là tính liên kết thị trường đầu ra. Tuy nhiên ngày hôm nay thì các khách mời thực sự đang rất là tâm huyết với cái câu chuyện của người nông dân nữa. Thì tôi nghĩ đây là một cái góc nhìn và một cái góc tiếp cận rất mới cho cái câu chuyện nông nghiệp công nghệ cao mà chúng tôi đưa ra. Thì với những thông tin như vậy, chúng tôi nghĩ là rất là hữu ích cho quý vị khán giả, và chúng ta cũng có một cái góc nhìn toàn cảnh và nhiều chiều về cái câu chuyện của nông nghiệp công nghệ cao, với cái đề tài là chúng ta không nên coi nó là không nên thúc đẩy để nó trở thành một phong trào. Thì tôi nghĩ là những cái thông tin mà các khách mời cung cấp sẽ thực sự là hữu ích cho những người làm chính sách để có những sự điều chỉnh về mặt chính sách làm thế nào đấy để thực sự là nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả và mang lại những cái giá trị cho tất cả những người tham gia, mang lại lợi ích cho mọi người tham gia. Đặc biệt là người nông dân ạ. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ạ. Và chúng tôi rất là mong khách mời tiếp tục có nhiều sức khỏe và tâm huyết với những cái vấn đề của nền kinh tế và lại tham gia đồng hành cùng với chúng tôi trong rất nhiều cái chương trình đối thoại tiếp theo nữa. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.